Xin chào cả nhà, hôm nay em vừa về một chiếc đồng hồ của Seiko. Và hôm nay em sẽ mời các bác cùng em trên tay chiếc này. Đây là chiếc Seiko Preset SRX081. Đây là một phiên bản Limited Edition của Nhật năm 2020. Đây là một chiếc rất là đẹp. Nó phù hợp với lại anh em đang tìm một chiếc đồng hồ tầm 15 triệu xịn, hàng Seiko Nhật xịn. Máy khủng bền chính xác. Sử dụng kính sapphire nguyên khối size 41. Thì các bác hãy cân đối chiếc này xem sao nhé. Thì khi bóc hộp ra thì chúng ta sẽ thấy bên trong nó có một cái hộp của nó đây. Đây là chiếc đồng hồ của chúng ta này. Đó. Thế còn đây là các cái sổ sách linh tinh đi kèm. Đây là cái Early Access Dismissal, là cái hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho dòng máy 6R35. Một dòng máy xịn của Seiko cho nên là riêng mình một quyển hướng dẫn sử dụng luôn. Còn ở đây là chúng ta sẽ có một cái hồ sơ sổ, là cái thẻ bảo hành của Seiko dành cho dòng máy này tại nội địa Nhật. Nihon Gokunai no Miyuko là chỉ có hiệu lực tại Nhật thôi. Đây này, Only in Japan các bác nhé. Đây là mã SRX081, sử dụng bộ máy 6R35. Seiko bang gộ của nó ở đây là 050153, tức là cái số serie number. Chiếc này được bán vào ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại Matsuyama, thành phố Matsuyama, với số điện thoại đây. Đây là tên cửa hàng. Đây là cái thẻ bảo hành của nó các bác nhé. Đây là thẻ bảo hành của cửa hàng. Còn đây là cái thẻ bảo hành của hãng. Còn đây là thẻ bảo hành của cửa hàng. Thì đấy là các cái linh tinh đi kèm. Còn đây là chiếc đồng hồ chính của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ SRX081. Đây là một chiếc đồng hồ của người chơi siêu tầm cho nên nó còn rất là đẹp anh em nhé. Không có một tì vết gì cả. Và người chơi cũng đã cắt mắt để đeo bên tay thì họ vẫn còn cho chúng ta đây là ba cái mắt thừa ở đây. Bên cạnh đó thì còn một cái bộ dây da chưa qua sử dụng chính hãng của Seiko đi kèm cùng. Bác nào mà không thích dây sắt thì chúng ta có thể bỏ ra, chúng ta dùng cái dây da này. Đó, đây là một cái dây chính hãng của Seiko, khóa zin chính hãng của nó luôn, chưa qua sử dụng, dây da xịn. Ban độ Gosio, nó là cái chú ý khi mà chúng ta sử dụng cái dây da, chăm sóc làm sao cho nó hợp lý để chúng dây da nó được bền các bác nhé. Đó, thì đây là các cái linh tinh đi kèm cùng với lại chiếc đồng hồ. Đây là chiếc đồng hồ chính của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Đây là chiếc Seiko Preset được Seiko họ ra mắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2020 với số lượng có hạn, bản limited khoảng 1.000 chiếc. Đây là một chiếc đã qua sử dụng nhưng mà hàng nó còn đẹp như mới anh em nhé. Chiếc này có một phong cách dress watch, nó thiên nhiều về phong cách thể thao mạnh mẽ và trẻ trung. Có một mặt đeo màu xanh nước biển, hay chúng ta gọi là màu xanh blue dolphin. Nó là mệnh thủy. Anh em nào mà thích quan tâm đến mệnh thì đặc biệt là các bác mệnh thủy thì các bác có thể lựa chọn chiếc này, vì đây nó là màu của nước biển, màu của nước cho nên nó hợp với các bác mệnh thủy. Mệnh mộc cũng được, mệnh mộc cũng rất là hợp. Chiếc này có size mặt đường kính là 41, độ dày là 11,4, lắc to lắc là 48,3, độ động dây ở đây là 20 và chóp dây ở dưới này là 18. Nó sẽ hợp với lại anh em chu vi 16 trở lên. Chiếc này được Seiko trang bị kính sapphire nguyên khối, được phủ chống lóa mặt trong. Ở góc 12 giờ thì chúng ta có logo nổi của Seiko này. Ở góc 3 giờ thì chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày. Đó. Ở góc 6 giờ thì anh em ta có dòng chữ preset, chữ automatic ở dưới. Và dưới này là chữ Japan 6R35. Em này thì được trang bị một bộ kim hình lưỡi kiếm, và bên trên kim giờ, kim phút thì đều có phủ dạ quang.
là nó được làm khá là to bản, giống hình lưỡi kiếm. Còn kim dây thì họ có mạ màu à họ có sơn màu xanh lá cây. Còn trang bị cho em nó là một bộ cọc số nổi, mười một bộ cọc vạch này, và ở bên ngoài cùng thì nó có cái cọc số Arabic để cho chúng ta có thể dễ dàng xem giờ. Được chế tác với độ hoàn thiện tương đối cao. Mặt đeo là các cái vân trải tia sunburst, để ra sự tâm nhìn nó rất là sôi động khi mà nó phản xạ với ánh sáng. Bên đây thì chúng ta có một cái logo và có khía cạnh có logo chữ S của Seiko này. Đó. Còn đây là cái vành benzen của nó, nhìn nó cũng khá là hay. Hồi trước cái vành benzen này vặn nó không có tiếng kêu luôn anh em ạ, vặn rất là êm để cho chúng ta có thể tính giờ lặn khi mà các bác đi bơi hay đi lặn chẳng hạn. Về phần máy thì chiếc này sử dụng máy caliber 6R35, nó là đáy kín anh em nhé, với 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và 70 giờ tích cót. Với dòng máy 6R35 thì nó tương đương với Powermatic 80 của Thụy Sĩ, thì nó cho chúng ta giờ tích cót tương đối là cao, khoảng 70 hơn 70 tiếng, với độ sai số khoảng cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày trong điều kiện lý tưởng, không sốc, không từ trường, không va đập mạnh và nhiệt độ ổn định, và với điều kiện là chúng ta vặn cót đầy và đồng hồ của chúng ta được đặt ở vị trí nằm ngửa như thế này. Đây là một dòng phiên bản cao cấp hơn của dòng 6R, cao cấp hơn 6R15 hoặc 6R2X. Thì cái dòng 6R35 này thì nó được cải tiến hơn rất nhiều so với lại dòng 6R15, nhưng mà nó vẫn giữ nguyên cái cơ sở là dòng 6R15 với tần số dao động là 21.600. Thì nó sẽ tiêu tốn ít năng lượng và nó sẽ cho chúng ta cái giờ tích cót, giờ chữ cót nó được cải thiện hơn lên 70 giờ thay vì 50 giờ so với lại dòng 6R bình thường. Về khả năng chịu nước của chiếc này là 100m. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số này. Các bác có thể nhìn thấy là các cái vết xước ở mặt sau, có nghĩa là tưởng là người ta dùng nhiều nhưng thực sự không phải. Bình thường ấy, khi chiếc đồng hồ của chúng ta mà không đeo nhiều ấy, thì để như này này thì nó sẽ rất hay bị xước ở cái mặt đằng sau. Và chính vì lý do tại sao cái mặt sau nó lại hay bị xước thế là vì ở cái quai này nó tạo ra đấy các bạn, nên là khi dùng chúng ta cũng nên chú ý một chút. Còn thông số mặt sau của chiếc này thì các bác sẽ thấy là đây nó ghi đầy đủ các thông số này, Made in Japan này, Seiko này, Water Resistance là 13 tức là 100m, Sapphire Crystal Limited Edition. Chiếc này thì nó là được sản xuất vào tháng 5 năm 2020. Và đây nó là một chiếc số 153 trên 1.000. Chiếc này chỉ có 1.000 chiếc thôi anh em. Limited 6R35 01D0. Đó. Đây là một phiên bản của năm 1964. Seiko kỷ niệm năm ra đời mẫu đồng hồ Crown Chronograph. Và cũng là năm đầu tiên mà Nhật đăng cai tổ chức Thế vận hội Tokyo Olympic năm 1964. Và cái dòng Seiko Crown năm đó nó ra đời và nó đã đưa Seiko lên một cái tầm cao mới, đưa Seiko đến với một sự thành công. Và phiên bản này nó là phiên bản kỷ niệm cho cái sự thành công của Seiko Crown năm 1964. Tuy nhiên thì trên chiếc đồng hồ SRX081 này thì nó có chỉ có kim giờ, kim phút, kim giây và ngày, tức là 3 kim một lịch. Chứ nó đơn giản chứ nó không có chức năng bấm giờ thể thao như là cái dòng Crown ngày trước. Về phần vỏ của chiếc này thì em này sử dụng chất liệu thép không gỉ 316L, một loại hợp kim chuyên chế tác đồng hồ của Seiko, với độ hoàn thiện cực kỳ cao, với khả năng chống gỉ sét, chống sức giam, chống oxy hóa và chống ăn mòn axit. Khi đồng hồ của chúng ta tiếp xúc với các chất có tính axit như nước biển, mồ hôi tay hay nước hoa thì nó cũng vẫn luôn miễn nhiễm với các cái chất axit đó. Còn về phần dây thì em này thì có 3 chỉ được làm phay xước ở trên mặt bề mặt, và bên cạnh đây thì người ta sử dụng phay bóng để cho nó đồng nhất với lại cái vỏ. Khóa thì khóa bấm một chiều.
và trên khóa thì có logo của Seiko. Chiếc này đẹp không tì vết anh em nhé, kể cả sức răn cũng không có, nó hàng đẹp gần như mới, rất là đẹp. Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay để anh em cùng ướm. Với size đường kính là 41, dày 11,4 cho nên nó sẽ hợp với lại anh em 16 trở lên. Đây em người Nhật sưu tầm trước đi, chắc cổ tay cũng bằng cổ tay em, đeo vừa khít luôn. 16.5, tay 16.5 đây anh em nhé. Tiện đây thì em cũng tổng hợp luôn các cái ưu điểm của chiếc Seiko SRX081 này. Đầu tiên phải kể đến đó là thiết kế nó quá là đẹp phải không ạ? Size 41 lại còn dễ đeo cho cổ tay anh em người Việt Nam mình. Đặc biệt là khi chúng ta lên dây da thì nó quá là ổn. Cái thứ hai là máy 6R35 của Seiko. Ở trong tầm tiền thì nó là một dòng máy cực kỳ khủng, bền bỉ và chính xác, cần mẫn. Cái gì không phải nói quá chứ, 70-80 năm nữa chúng ta dùng cái dòng này nó cũng không thể hỏng được. Cái thứ ba nữa đó là kính sapphire, vỏ thép không gỉ cao cấp. Đây nó sẽ là một cái bộ bảo vệ cho cái đồng hồ của chúng ta, bên trong nó rất là an toàn. Cái thứ tư là nó đặc biệt phong thủy cho các bác nào mệnh thủy và mệnh mộc là rất là hợp lý. Còn các bác nào không phong thủy thích thì mua, thì chiếc này cũng khá là đẹp. Nhược điểm của chiếc này thì giá nó niêm yết khá cao so với lại dòng preset hàng Nhật, nhưng mà so với lại Thụy Sĩ thì nó cũng tiết kiệm được tương đối. Về phần giá thì giá hãng niêm yết của chiếc này hàng mới là 91.300 yên cộng với thuế và nữa, tương đương khoảng 23-24 triệu chưa tính thuế ship về Việt Nam. Các dealer ở Việt Nam nếu mà săn sale thì khoảng 19-20 triệu nếu mà hàng mới. Còn với Quang Long em thì thỉnh thoảng lại có chiếc này. Lần trước là chiếc săn được một chiếc với giá hơn 16 triệu. Còn lần này thì săn được giá cực kỳ tốt, tròn 15 triệu. Anh em nào mà quan tâm chiếc này thì hãy click vào đường link em để phía dưới của video, hoặc là truy cập vào website đồnghoquanglom.com để anh em có thể check tình trạng còn hàng hay hết hàng và đặt mua chiếc này. Với những thông tin bên trên thì hy vọng chúc anh em sẽ tìm được những chiếc đồng hồ ưng ý phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.